Nhật Kim Anh bị tai nạn, đầu xe hơi bẹp rúm. Tối 27 tháng 3 trên đường đi diễn ở Bến Tre, Nhật Kim Anh gặp phải tai nạn giao thông. Thông tin này được cô chia sẻ trên trang cá nhân, khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Trước khi gặp tai nạn, Nhật Kim Anh cho biết cô đã rất cẩn thận, đề phòng vì có linh tính, nhưng không cách nào tránh được. Cũng may không bay xuống cầu. Xin tạ ơn trên đã che chở cho chị em con. Nữ ca sĩ chia sẻ, theo người thân của Nhật Kim Anh, tai nạn giao thông khiến chiếc ô tô của cô bị hư hỏng nặng, bánh xe rời hẳn thân xe. Tuy nhiên may mắn cô bình an. Ngay sau đó Nhật Kim Anh vội vã chạy đến điểm diễn như kế hoạch, còn trợ lý thay cô ở lại làm việc với công an. Nhật Kim Anh từng được khán giả biết đến ở cả hai vai trò diễn viên và ca sĩ. Cô sinh năm 85, từng được nhiều giải thưởng về diễn xuất như HTV Award, Mai Vàng, Ngôi Sao Xanh. Hiện Nhật Kim Anh sống cùng chồng và cậu con trai 2 tuổi. Bên cạnh đó, cô vẫn bận rộn với công việc nghệ thuật của mình. Sức khỏe danh hài Hoài Linh chuyển biến xấu, đang phẫu thuật ung thư tuyến giáp lần 3 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, mới đây gia đình của nghệ sĩ Hoài Linh đã thông báo một tin không vui, đó là anh phải nhập viện để phẫu thuật tuyến giáp lần 2. Đại diện của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh lần đầu công khai bệnh án của nam nghệ sĩ cho phóng viên. Theo người đại diện Hoài Linh, trước đó ngày 22 tháng 9 2020, sau khi phát hiện bất thường ở tuyến giáp, anh được người thân đưa vào Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh thăm khám. Tại đây, Hoài Linh được chỉ định siêu âm tuyến giáp để chẩn đoán u ác tuyến giáp. Theo kết quả bệnh viện này cung cấp, Hoài Linh được chẩn đoán hạch cổ phải theo dõi thứ phát và phù nề phần mềm tại vị trí tuyến giáp. Trong ngày 22 tháng 9, các bác sĩ làm xét nghiệm mô bệnh học của Hoài Linh, kết quả cho thấy hạch cổ nhóm 2 của Hoài Linh bị di căn 3 hạch cổ trên 5 hạch, trong khi hạch cổ nhóm 6 di căn 2 hạch trên 2 hạch. Sau đó, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy yêu cầu theo dõi ung thư giáp thùy phải, di căn hạch cổ phải, đồng thời chỉ định mổ cắt toàn bộ tuyến giáp. Sau phẫu thuật, sức khỏe Hoài Linh ổn định, đến 19 tháng 10 anh thực hiện xạ trị lần 1 và phải nằm điều trị nghỉ ngơi 2 tuần. Đến ngày 13 tháng 4, 2021, Hoài Linh vào thuốc lần 2 và cũng phải điều trị 2 tuần. Đến nay, sau 2 năm xạ trị lần 2, nghệ sĩ Hoài Linh đã nhập viện để xạ trị lần 3 theo yêu cầu của bác sĩ. Được biết, sức khỏe của nam danh hài giảm sút so với đợt điều trị đầu tiên. Do nhiều yếu tố về tâm lý, nam nghệ sĩ ít ăn và hay mất ngủ dẫn đến sụt cân nghiêm trọng, khiến tình hình bệnh chuyển biến xấu hơn. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận Hoài Linh được thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng tại bệnh viện. Lãnh đạo bệnh viện cũng xác nhận với Tiền Phong tình trạng bệnh tình của Hoài Linh như trên và các bác sĩ nơi đây đã tiến hành phẫu thuật điều trị. Việt Hương cũng từng tiết lộ gần đây sức khỏe của Hoài Linh không được tốt nên nhìn Hoài Linh bây giờ ai cũng thấy Hoài Linh già đi nhiều. Trong lúc tập vở cũng có lúc Hoài Linh bị mệt. Lúc tôi tập kịch thì rất giàu năng lượng để anh và mọi người có thể cùng theo. Anh là đầu tàu nhưng anh không đủ sức để kéo thì mình phải là người la hét, đốc thúc, chỉ bảo mọi người có thể theo. Tôi không quá lo cho các thành viên khác trong vở kịch lần này vì ai cũng tốt. Điều tôi lo nhất là sức khỏe của anh Hoài Linh. Dính án cờ bạc, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long có bị cấm diễn. Trước đó, ngày 19 tháng 7, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, khẳng định với Dân Trí, người tham gia cờ bạc sẽ bị cơ quan công an xử lý, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên đối với một nghệ sĩ lại để hình ảnh tiếng tăm xấu trong mắt công chúng thì sẽ bị xem xét từ cách đạo đức xem họ có phù hợp để được cấp chứng chỉ hành nghề hay không. Tuy nhiên xét trong trường hợp cụ thể là nghệ sĩ Kim Tử Long, người vừa bị khởi tố vì tội đánh bạc tại Vĩnh Long ngày 26 tháng 6. Sáng nay 11 tháng 9, trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Phan Quốc Hùng, giám đốc nhà hát Trần Hữu Trang, nơi Kim Tử Long vừa tham gia dự án tái dựng vở kịch Tiền Tỷ Chiếc Áo Thiên Nga cho biết, nếu chưa có án phạt của pháp luật đưa ra, chúng tôi vẫn để Kim Tử Long diễn, trừ khi có án phạt cụ thể, chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh. Đồng thời, ông Hùng khẳng định Kim Tử Long không thuộc biên chế của nhà hát Trần Hữu Trang, là nghệ sĩ tự do nên ông cũng không thể quản lý hay cấm diễn đối với anh bên ngoài phạm vi nhà hát Trần Hữu Trang. Ông Minh Phương, trưởng phòng quản lý nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, hiện tại Sở chưa nhận được công văn chính thức nào về việc nghệ sĩ Kim Tử Long bị khởi tố. Tôi mới chỉ nắm được thông tin qua báo chí, khi chưa có quyết định chính thức từ trên thì chúng tôi chưa thể trả lời được gì. Tuy nhiên vị này cũng nói thêm rằng nếu chưa có án phạt đưa ra, Sở cũng sẽ chưa vội đưa ra quyết định của mình. Như vậy, với những thông tin kể trên, việc nghệ sĩ Kim Tử Long có bị cấm diễn hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. Chưa có tuyên án chính thức của tòa, chưa có lệnh cấm diễn, nhưng có thể thấy với người hâm mộ, Kim Tử Long đã mất điểm rất. Ca sĩ Ngọc Sơn từng ăn chơi thác loạn, bị bắt giam, thực hư thế nào? Người liên quan chính thức lên tiếng. Ca sĩ Ngọc Sơn là tên tuổi nổi bật trong thập niên 90 với lượng băng đĩa bán ra đạt số lượng khủng. Không chỉ là một ca sĩ, Ngọc Sơn còn là nhạc sĩ với những sáng tác được nhiều người yêu thích. Nhưng đi liền với nổi tiếng thì Ngọc Sơn cũng nhiều lần vướng tai tiếng. Nam ca sĩ từng bị đồn là ăn chơi thác loạn, trác táng, bị công an bắt và còn bị giam giữ.
Tai tiếng đó đã bám theo ca sĩ suốt nhiều năm. Năm 92, khi đó Ngọc Sơn đã là một tên tuổi nổi tiếng và có thông tin rằng anh đã tham gia một buổi ăn chơi thác loạn. Ngọc Sơn rơm rớm nước mắt khi được hỏi về scandal trong quá khứ và cho đó là hiểu lầm. Khi đó Ngọc Sơn nhận được lời mời dự tiệc mang theo bao cao su, xung độ cho mọi đối tượng của một Việt kiều Pia Tân. Tiệc đang sôi động thì công an ập vào, hiện trường khi đó còn vương vãi bao cao su. Ngọc Sơn bị bắt và sau đó bị án 12 tháng tù treo. Nam ca sĩ nói, 8 tháng 13 ngày tạm giam và 12 tháng tù treo đã khiến tôi đau đớn, hối hận và tỉnh ngộ nhiều điều. Sau đó tin đồn Ngọc Sơn ăn chơi thác loạn lan truyền khắp nơi. Mỗi lần người ta nói về Ngọc Sơn là nói tôi ăn chơi trác táng, bị bắt tại chỗ vì cởi quần áo, mang bao cao su, tham gia tiệc thác loạn. Tôi khẳng định chuyện đó là những chuyện người ta thêu dệt, không hề đúng sự thật. Kể lại chuyện năm đó, Ngọc Sơn nói, trên thiệp mời, Pia Tân có dặn mọi người là không được mặc đồ lót màu tím, vì sợ không khí u buồn cho đại lễ. Tôi thấy vậy, cũng chẳng để ý. Sau khi đi diễn về, tôi mặc vest màu vàng lịch sự đến sinh nhật. Ngày đó mọi người hưởng ứng phong trào chống AIDS nên treo bao cao su lên cây Noel cho vui thôi. Đó là phong trào rất được khuyến khích khi đó, vì năm 90 bắt đầu có người bị AIDS ở Việt Nam. Sau đó Ngọc Sơn bị bắt với hình ảnh có những bao cao su vương vãi, nhưng là vật trang trí theo như lời kể của ca sĩ. Báo chí truyền thông tung lên viết bài và còn nhấn mạnh vào hình ảnh bao cao su và nói Ngọc Sơn bị bắt về tội ăn chơi thác loạn. Ngọc Sơn nói, khi ấy anh khóc quá trời. Bởi chính con người anh chưa cởi mở, còn da ráo lắm. Lý giải cho việc mình bị oan trong scandal lớn nhất đời, Ngọc Sơn nói, tôi bị bắt rất nhanh, nhưng cũng nhanh chóng được thả. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau tôi bị bắt lại, vì được trả nhiều tiền để hát những ca khúc bị cấm. Thực ra là tôi bị oan, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tôi đau lòng mấy chục năm nay. Gia đình tôi là gia đình da ráo mà. Khi ba tôi còn sống, mỗi lần đọc về chuyện này là ông phải đi cấp cứu. Phốt đó quá lớn nên Ngọc Sơn nói anh đã khó vực dậy. Anh nói nhiều nơi viết sai, thêu dệt đủ chuyện, nhưng anh biết giải thích làm sao vì tình ngay lý gian. Cũng bị vướng tay tiếng đó nên nhiều năm sau đó, truyền hình đâu dám mời Ngọc Sơn, nhưng sau này ngẫm lại ca sĩ thấy người hại mình đều tiêu hết. Nhật Kim Anh chính thức lên tiếng việc lên xe hoa lần 2, còn mời khán giả đến ăn cưới. Những ngày qua, Nhật Kim Anh gây xôn xao với nghi vấn lên xe hoa lần 2 bởi trên trang cá nhân nữ ca sĩ Thà Người Đừng Hứa bất ngờ đăng tải hình ảnh đeo nhẫn đôi kèm dòng chia sẻ úp mở về thời gian tổ chức hôn lễ. Ngày mai chính thức trở thành ngày của đôi ta, cảm ơn anh và cả nhà đã dành điều bất ngờ đặc biệt này cho Kim Huê. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả lẫn truyền thông, không ít người gửi lời chúc mừng đến Nhật Kim Anh rằng cô đã tìm được bến đỗ mới sau những trắc trở. Đồng thời, người hâm mộ cũng truy lùng danh tính chồng sắp cưới của nữ ca sĩ. Tuy nhiên mới đây Nhật Kim Anh tiết lộ đây chỉ là hình ảnh trong MV ca nhạc mới ra mắt và gửi lời xin lỗi khán giả, khẳng định nếu có một ngày có tin vui thì cô sẽ thông báo đến mọi người. Cô viết, mời cả nhà đi ăn cưới của em nè, xin lỗi đã làm khán giả hiểu lầm, xin thứ lỗi cho em nhé. Sau hôn nhân đầu đổ vỡ, Nhật Kim Anh cho biết nhiều khán giả trông đợi mình sớm tìm được hạnh phúc mới và công khai người yêu. Tuy nhiên lúc này cô chỉ muốn giữ kín chuyện riêng tư để tập trung cho công việc và lo cho gia đình. Cô nói, còn gì sung sướng hơn với một người nghệ sĩ khi được khán giả quan tâm, dành nhiều tình cảm. Tôi không đoán được tương lai nhưng tin vào duyên phận. Đến một ngày nào đó tôi hy vọng kết hôn và sẽ thông báo tin vui tới khán giả. Cô nói, Nhật Kim Anh cho biết hiện cô dành hầu hết thời gian cho công việc kinh doanh và vun đắp tình cảm với con trai. Dù vậy, nữ ca sĩ vẫn xác định nghệ thuật là đam mê cả đời nên chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Khi sắp xếp được lịch trình, cô liền bắt tay thực hiện các dự án để gửi đến mọi người. Tôi đang nỗ lực làm việc hết công suất để dành sự bất ngờ cho khán giả. Trong đó một dự án phim và một MV sẽ trình làng trong những tháng cuối năm nay. Tôi hy vọng sẽ nhận được tình thương yêu bền vững của mọi người sau nhiều năm làm nghề. Cô chia sẻ. Trước đó, hậu ly hôn của Nhật Kim Anh và doanh nhân Bửu Lộc không mấy tốt đẹp khi cả hai liên tục đấu tố nhau giành quyền nuôi con. Sau thời gian dài đằng đẵng đối đầu, hiện tại Nhật Kim Anh và chồng cũ đã hòa giải và cùng chăm sóc con khôn lớn. Cả hai xem nhau như những người bạn và không ngần ngại cùng đưa quý tử đi du lịch nước ngoài hay gặp gỡ nhau vào những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định không tái hợp vì làm bạn vui hơn.